Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, đây là ba cái ngày âm lịch cát tường nhất năm Canh Tý. Tức là phụ nữ mà sinh vào cái ngày này thì cả năm thăng hoa viên mãn, may mắn phát tài. Và thì trong số những cái ngày âm lịch thì có ba cái ngày dưới đây được xem là cái ngày may mắn nhất, đặc biệt là trong cái năm Canh Tý 2020 này. Và những người sinh vào ba ngày này sẽ gặt hái được nhiều thành công nhất. Thì theo tử vi có nói thì bên cạnh con giáp thì ngày tháng âm lịch cũng có những cái ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Và có những người tuy không được sinh ra trong cái gia đình sung túc đầy đủ, nhưng được sinh ra trong cái thời khắc hoàng kim, cuộc sống dù khó khăn cách mấy thì cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Trong số những cái ngày âm lịch thì có 3 ngày dưới đây được xem là ngày may mắn nhất, đặc biệt là trong cái năm Canh Tý 2020 này. Và những người sinh vào 3 ngày này sẽ gặt hái được nhiều thành công từ cái sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, mọi thứ đều có cải thiện bất ngờ. Và ngoài ra thì những người mà sinh vào 3 ngày này sẽ gặp được cái cơ hội tốt để đổi đời. Ai khó khăn thì sẽ vượt qua khổ tận, ai sung túc rồi sẽ càng thêm thăng hoa viên mãn hơn. Ngày thứ nhất là ngày mùng 1 âm lịch thì trời sinh, những người sinh vào ngày mùng 1 âm lịch này thì vốn mang được nhiều phúc lành. Vốn dĩ ngày mùng 1 là cái ngày khởi đầu năm mới, là cái ngày mà mọi thứ đều khởi sắc, là cái ngày mà được trời ban nhiều cái may mắn. Vì vậy mà ai sinh vào cái ngày này sẽ thành công trong cuộc sống. Tử vi học có nói rằng là cái người sinh vào cái ngày này không chỉ hạnh phúc mà ngày càng giàu có thăng hoa, đặc biệt là trong cái năm Canh Tý này. Ngày mùng 1 được xem là một cái ngày mà khá may mắn với cái năm này. Vì vậy mà ai sinh vào cái ngày mùng 1 thì xác định cái thời gian sắp tới gặp được nhiều may mắn, không chỉ có thần tài chiếu cố mà có cả quý nhân phù trợ. Trong cái thời gian ngắn thì những người sinh vào ngày này có khả năng là đổi vận, người nghèo thành giàu, người giàu sẽ càng giàu hơn và thậm chí có khả năng là trở thành đại gia. Và cái ngày may mắn thứ hai ở đây là cái ngày 19 âm lịch. Và trời sinh những cái người mà sinh vào cái ngày 19 âm lịch thì thường có tính cách là hiền lành, thông minh, biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà luôn được mọi người yêu quý hết mực. Và trong cuộc sống thì bất kể là gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở đều vượt qua một cách là ngoạn mục. Thì ngay cả khi họ không cần đến cái sự giúp đỡ cũng có cái tự nguyện, cũng có người là tự nguyện ở bên cạnh an ủi và che chở. Và bước vào cái giai đoạn trung vận thì những người sinh vào ngày này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đa số họ đều trở thành người giàu có chức, có quyền, nhưng vẫn rất tốt bụng và hiểu chuyện. Đặc biệt là trong cái năm Canh Tý 2020 này thì những người sinh vào cái ngày này sẽ thăng hoa rực rỡ. Trong năm nay họ sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống, đưa chất lượng cuộc sống lên tầm cao mới và tài vận nhân duyên mỹ mãn không ngờ. Và cái ngày may mắn thứ ba là ngày 25 âm lịch. Những người mà sinh vào ngày 25 âm lịch thì có cá tính mạnh mẽ, nhiệt huyết và luôn tràn đầy năng lượng. Và những người này, bất kể là đàn ông hay là phụ nữ thì đều gặt hái được nhiều thành công vào cái giai đoạn tiền vận. Và trong cuộc sống thì họ không ngại đối mặt với khó khăn thử thách mà không ngừng nỗ lực cầu tiến để tìm kiếm cái cơ hội để đổi đời. Và bước vào cái giai đoạn trung vận thì những người sinh vào ngày này gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp lẫn tài vận, đặc biệt là trong năm Canh Tý này, cuộc sống của họ sẽ thăng hoa không ngừng. Và từ đầu năm trở đi thì những người này sẽ gặp được quý nhân, được tạo điều kiện để thay đổi cuộc sống, cải thiện những cái khó khăn và xây dựng mọi thứ thăng hoa viên mãn. Nhìn chung là
cả năm 2020 sẽ thịnh vượng không ngờ. Và quý anh chị thân mến, thì như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị ba cái ngày âm lịch cực kỳ cát tường. Những người nào mà sinh vào ba cái ngày này thì cả năm này sẽ gặt hái được rất nhiều những cái thành công may mắn trong cuộc sống, và trong cả cái cuộc đời của mình sẽ là thăng hoa, may mắn, viên mãn không ngờ. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh, thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.